Trong khi khôi phục lại bức tượng từ thế kỷ 18, các nhà sử học Tây Ban Nha đã tìm thấy vật dụng, có thể là chiếc hộp thời gian được giấu trong mông của bức tượng. Đó là bức tượng khắc họa là hình ảnh của Chúa Giêsu bị đóng đinh, được treo tại nhà thờ Saint Agueda phía bắc Tây Ban Nha. Bức tượng này thì đã có hàng trăm năm tuổi, bắt đầu có dấu hiệu bị rạn nứt và lỏng lẻo khỏi cây thánh giá, nên được các nhà phục chế thực hiện bảo quản. Trong quá trình bảo quản bức tượng, các chuyên gia tìm ra tài liệu ghi lại chi tiết cuộc sống thế kỷ 18 tại Tây Ban Nha. Tài liệu này bao gồm hai bức thư tay, ngả vàng theo năm tháng, ghi năm 1777, ký tên là Joaquin Miguret, là một giáo sĩ tại nhà thờ Bugo de Otma. Trong thư, giáo sĩ tả lại chi tiết hoạt động kinh tế và văn hóa lúc bấy giờ. Mùa màng bội thu, bệnh dịch, các loại hình giải trí, tình hình chính trị thì cũng được liệt kê cụ thể. Theo nhà sử học, mức độ mô tả bao quát và rộng khắp trong thư của Miguret cho thấy có thể ông muốn sử dụng nó như một chiếc hộp thời gian để lại cho hậu thế. Người ta cho biết thêm là rất hiếm khi tìm thấy hiện vật tương tự bên trong những bức tượng ở nhà thờ. Vì vậy đây là một trong những phát hiện gây ngạc nhiên nhất của nhóm phục chế. Những bức thư sau đó được gửi đến và lưu giữ ở nhà thờ Tổng giám mục Bugot, còn một bản sao được đặt trở lại bức tượng để tiếp tục sứ mệnh lưu truyền ban đầu. Năm, xác ướp của nhà sư bên trong tượng Đức Phật. Nghiên cứu này khẳng định bức tượng chứa di hài một nhà sư được bảo quản khá là tốt, đã mất cách đây vào năm 1100 sau công nguyên. Vị sư này được cho là Lưu Quang, bậc thầy của thiền định tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Một quá trình nội soi đặc biệt đã được áp dụng để nghiên cứu xác ướp của vị thiền sư này. Bác sĩ Vermeiden đã lấy mẫu kiểm tra khoang ngực, ổ bụng và phát hiện những mảnh giấy in chữ Trung Hoa cổ. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một giả định, để được ướp xác tượng Phật, các nhà sư đã phải trải qua nhiều năm tu luyện. Nghi lễ này thì cũng phổ biến rộng rãi Nhật Bản trong suốt hàng nghìn năm cho đến khi bị cấm trong thế kỷ 19. Trong 1000 ngày đầu tiên, các nhà sư sẽ chỉ ăn các loại hạt và quả, đồng thời tham gia các hoạt động thể chất để giải hết chất béo trong cơ thể của mình. Trong 1000 ngày tiếp theo, chế độ ăn kiêng giới hạn ở vỏ cây và củ. Gần cuối giai đoạn này, họ sẽ được uống trà độc làm từ nhựa Urushi, gây ra chứng nôn mửa, mất nước rất là nhanh. Loại trà này thì cũng như là một chất bảo quản và giết chết những chủng giun và vi khuẩn có thể khiến cơ thể bị phân rã trong quá trình ướp xác. Ở giai đoạn cuối cùng, sau hơn 6 năm chuẩn bị, vị sư sẽ tự khóa mình ngồi thiền trong một ngôi mộ đá còn lớn hơn thân thể của mình. Ông ngồi ở vị trí hoa sen và sẽ không thể di chuyển cho đến khi chết. Có một ống khí nhỏ cung cấp oxy cho ngôi mộ. Mỗi ngày, nhà sư sẽ dùng chiếc chuông để thế giới bên ngoài biết mình vẫn còn sống. Khi chuông dừng lại, ống khí sẽ được gỡ bỏ và ngôi mộ sẽ được niêm phong trong ngày thứ 1000 cuối cùng của nghi lễ. Sau đó, ngôi mộ này sẽ được mở ra. Nếu nhà sư tự ướp xác mình thành công, ông sẽ chính thức thành Phật. Cơ thể của ông được đưa ra khỏi ngôi mộ và đặt trong một ngôi đền, được thờ phụng và tôn kính. Nếu cơ thể đã bị phân hủy, nhà sư không được thờ phụng nhưng được lấp lại trong ngôi mộ vĩnh viễn. Bốn, tờ tiền 700 tuổi được tìm thấy trong tượng cổ Trung Quốc. Một tờ tiền giấy từ thời Minh có niên đại 700 năm tuổi đã được phát hiện bên trong một bức tượng La Hán bằng gỗ cổ. Ray Chagatkit, người đứng đầu nhóm nghệ thuật châu Á tại phòng đấu giá Mott Green, đã vô tình phát hiện ra bảo vật này khi kiểm tra bên trong bức tượng gỗ tác đầu của một vị La Hán từ thế kỷ thứ 14. Đầu tiên, ông tìm thấy một mảnh giấy nhầu nát bên trong đầu tượng gỗ. Sau khi xem xét kỹ càng hơn, tờ giấy được xác định là một tờ tiền cổ dưới thời đại nhà Minh, tức là cách đây hơn 700 năm. Đây là hình thức tiền giấy được lưu hành sớm nhất ở Trung Quốc. Rất khó để biết rõ lý do tờ tiền được giấu bên trong tác phẩm nghệ thuật này, nhưng nhờ niên đại được in trên tờ tiền, các chuyên gia của Mott Green đã có thể xác định tuổi và hiểu rõ lịch sử của bức tượng. Tờ tiền bức tượng cổ này đã trở thành một phần của buổi đấu giá tại Sydney, Úc. Tổng giá trị của hai cổ vật là 35.806 đô la Mỹ. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là câu chuyện hàm răng người những bức tượng Chúa Giêsu ở Mexico. Bức tượng cổ Chúa Giêsu từ thế kỷ thứ 17-18 có 8 chiếc răng người thật,
là một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất thế giới và vẫn chưa có lời giải. Khám phá này được phát hiện tại một nhà thờ ở thị trấn San Bartolo, Cuautlapan, Mexico. Vào thời điểm phát hiện bức tượng cổ nói trên, không ai hay biết nguồn gốc của những chiếc răng kỳ lạ. Theo một truyền thuyết tôn giáo xa xưa, những tín đồ thường hiến tặng một số bộ phận cơ thể của mình dùng để cúng tế. Theo đó, tóc người hay răng của bức tượng thường được làm từ xương của người hoặc động vật. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các chuyên gia phát hiện răng người thật và còn gần như nguyên vẹn ở trong miệng tượng cổ Chúa Giêsu. Điều này thì vô cùng là khác thường. Có từ thế kỷ thứ 17-18, tượng Chúa Giêsu này có tới 8 chiếc răng thật và đã được các chuyên gia chụp X-quang. Kết quả kiểm tra cho thấy những chiếc răng thật trong miệng tượng Chúa Giêsu vẫn còn rất là tốt, thậm chí nhìn rõ cả chân răng. Giới chuyên gia này vẫn chưa thể xác định được số răng trên là của một người hay của nhiều người. Đây thì cũng có thể là răng ở tín đồ nào đó dâng tế nhằm thể hiện lòng biết ơn với Chúa Giêsu. Các chuyên gia cũng chưa thể lý giải được tại sao số răng trên lại bảo quản được tốt như vậy trong suốt mấy trăm năm qua. Hai, hàng trăm chìa khóa và thư tình trong bức tượng nàng Juliet. Hàng trăm bức thư tình bằng nhiều thứ tiếng và những chiếc chìa khóa đã han gì được tìm thấy trong trái tim của bức tượng nàng Juliet tại Verona, Italia. Đó là một phát hiện đầy bất ngờ của những người chịu trách nhiệm bảo trì bức tượng Juliet ở nhà của nàng tại thành phố Verona, vốn từ nhiều thập kỷ nay được coi như thánh địa của tình yêu, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, chủ yếu là các đôi tình nhân đến viếng thăm. Bức tượng này là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Nereo Constantini và được đặt trong sân nhà nàng Juliet kể từ năm 1969. Người ta thì có quan niệm rằng cứ đến đây đặt tay lên ngực của nàng là sẽ được may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Chính vì vậy, hàng triệu bàn tay người đã đặt lên và cùng với thời gian, mưa nắng đã làm bức tượng nổi tiếng bị xuống cấp, buộc những người quản lý khu du lịch phải gỡ bỏ bức tượng, đưa vào trong nhà nàng Juliet, đồng thời làm một bản sao và đặt nó ở vị trí bức tượng gốc vài ngày trước ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 năm 2015. Sau đó thì họ đã tìm thấy bên trong thân bức tượng những lá thư tỏ tình hoặc là cầu mong hạnh phúc, tình yêu, thậm chí là cả những lời khẩn cầu nàng Juliet phù hộ để có con. Ngoài ra, còn có những bưu thiếp và rất nhiều chiếc chìa khóa tình yêu mà hàng nghìn người đã nhét vào qua nhiều năm tháng. Bản thân chúng tôi cũng rất là xúc động vì điều này. Ông Rodolfo Camata, người chịu trách nhiệm bảo dưỡng bức tượng cũ và làm bức tượng bản sao đã nói: "Chúng tôi không hiểu bằng cách nào mà người ta có thể nhét vào bức tượng nhiều thư tình và chìa khóa đến như vậy, qua những kẽ nứt rất là nhỏ do thời gian gây ra trên bức tượng." Từ nhiều thập kỷ qua, ngôi nhà của nàng Juliet ở trung tâm Verona là điểm đến của rất nhiều khách du lịch trên thế giới. Dù là các cặp uyên ương, những đôi vợ chồng, những người độc thân hay là những ai đang đi tìm hoặc là vừa đánh mất tình yêu. Juliet, nhân vật đã trở thành một biểu tượng tình yêu lứa đôi nhờ tác phẩm của Shakespeare, tiếp tục sống mãng thời hiện đại theo cách ấy. Và vị trí đầu tiên trong danh sách chúng ta hôm nay đó chính là hộp thời gian ở trong đầu bức tượng sư tử ở Mỹ. Các nhà sử học và bảo tồn ở Boston, Mỹ đang cố gắng tìm cách để lấy được chiếc hộp 113 năm tuổi được giấu trong đầu của bức tượng sư tử, một trong số những biểu tượng thành phố này. Bức tượng sư tử và kỳ lân là hai bức tượng nổi tiếng được đặt trên mái của tòa nhà lịch sử Old State House ở Boston trong suốt hơn một thế kỷ nay. Gần đây thì tượng sư tử được hạ xuống để bảo trì và nhà bảo tồn Robert Shore đã nhân dịp này kiểm tra tính xác thực của tin đồn đã tồn tại lâu năm về một hộp thời gian được cất giấu bên trong phần đầu bức tượng từ năm 1901. Robert đã đưa một camera sợi quang học qua một lỗ nhỏ trên đầu sư tử và phát hiện một chiếc hộp nhỏ bằng đồng được giấu ở bên trong. Giờ đây thì ông đang phải cố gắng tìm cách lấy được chiếc hộp ra mà không làm hư hỏng bức tượng. Trước đó đã có rất nhiều manh mối về sự tồn tại của chiếc hộp. Hiệp hội Boston đã đề cập tới một bài báo trên tờ Boston Globe từ năm 1901 với tiêu đề là Sư tử và Kỳ lân, hộp đồng được đặt trong đầu tượng chúa tể của các loài vật. Bài báo này thì khẳng định rằng chiếc hộp thời gian vừa được các thợ đúc đồng hoàn thành tại thời điểm của bài viết là năm 1901 và sẽ được đặt trong đầu bức tượng sư tử này.